Xin chào anh em, tiếp tục lên sóng anh em, dòng vang rất là hot đến từ EDC và đây là DK900, dòng vang cơ lai số mang thương hiệu của EDC các bác nha. Hai sản phẩm chính hãng mà bên của anh em đang giảm giá từ mức giá là 1,5 triệu, giá niêm yết của bộ sản phẩm này chị Trấn Thanh, em giảm cho anh em 300.000 đồng xuống mức giá chỉ còn 1,2 triệu đồng, là các bác đã sở hữu ngay cho mình quân vang cơ lai số vô cùng chất lượng đến từ EDC rồi. Và ngay bây giờ thì cùng anh em trải nghiệm lại một lần nữa với dòng vang EDC D900, một trong những dòng vang rất là chất lượng của năm 2024. Xin giới thiệu cho anh em hình thức giao diện. Hôm trước em từng có về cái lô hàng mà em đã thông báo cho anh em đổi về hơn 2.000 bộ sản phẩm với ETC DK900, một trong những phiên bản vang cơ lai số rất là hay, chất lượng, dễ sử dụng và âm thanh đạt cái độ hiệu quả cực kỳ tốt. Em cũng đã bán rất nhiều cái mẫu sản phẩm này trên trường âm thanh và em nhận lại là anh em đánh giá cao, đánh giá tích cực, nên là mẫu sản phẩm này chắc chắn sẽ là một trong những phiên bản tiêu điểm bên cả anh em để phục vụ anh em khách hàng. Em tổng đi luôn luôn lấy ý kiến đóng góp anh em khách hàng để bên em có thể bán những cái sản phẩm. Đấy, ví dụ như là bên em bán ra cho anh em kia chơi thì anh em thị trường anh em chơi xong thì chúng ta đánh giá cao thì bên em sẽ tiếp tục bán những cái mẫu sản phẩm như vậy. Còn những mẫu mã mà em thấy là tỷ lệ anh em đánh giá phản hồi kém nhiều thì bên em sẽ bỏ mẫu trực tiếp trên kênh YouTube Tùng Audio. Đây là một vài trường hợp anh em có thấy là những cái mẫu sản phẩm mà bên em chỉ bán một hai lần đăng video và sẽ không bao giờ đăng lại nữa thì có thể là những cái mẫu đấy nhà em cảm thấy là anh em khách hàng mua hàng đặt hàng thấy là không hay, không chất lượng là bên em bỏ mẫu. Nên nhiều bác gọi điện em cũng đã trao đổi trực tiếp là những cái mẫu đấy rất là kém chất lượng là em đã bỏ rồi đấy. Và khi các anh em mua hàng tại cửa hàng em thì sao ạ? Những cái phiên bản nào mà em làm video rất nhiều thì chính xác đấy là những cái phiên bản mà em nhận thấy là anh em mua hàng rồi đặt hàng trải nghiệm xong rồi anh em phản hồi rất tích cực. Và ETC DK900 là một trong mẫu sản phẩm như vậy, giá cũng đang rất là hấp dẫn nữa, 1,2 triệu đồng. Và ngày hôm nay thì em tiếp tục lên sóng cho anh em dòng vàng ETC DK900 để cùng các bác em kiểm tra lại chi tiết về các tính năng với mẫu sản phẩm này, đặc biệt là với những anh em đang tham khảo đến những mẫu sản phẩm vàng để có thể nâng cấp cho giảm bán thành gia đình. Thiết kế giao diện của ETC DK900 rất là đẹp mắt với phiên bản màu đen dễ phối đồ, mặt màn hình LCD, góc tay trái thì tất cả chức năng thông số. Em này có sử dụng điều khiển, nên một vài bác cũng hỏi em là dòng ETC DK900 có điều khiển hay không. Đa phần những mẫu sản phẩm vang cơ lai số bên em đến 90% là sử dụng điều khiển hết các bác nhá. Đấy, và có đầy đủ các đường kết nối lên tín hiệu nhạc như USB, cổng quang, Bluetooth, đường coaxial, đường ống trắng đạo truyền thống. Và lấy nhạc như thế nào thì em hướng dẫn luôn cho anh em một chút để các anh em biết cách lấy tín hiệu nhạc. Nhấn input chuyển cổng tín hiệu, đấy, chúng ta sẽ chuyển được rất nhiều các chế độ lấy tín hiệu nhạc thông qua nút input này. Thêm tính năng voucher, nhiều anh em nhận hàng về chúng ta không may bật vào cái nút voucher này thì bật lên cái tính năng gọi là tính năng giọng nói đấy các bác. Chúng ta alo tiếng mic thì tiếng nhạc nó sẽ tự động giảm nhỏ hơn so với tiếng mic, nên các bác lưu ý cho em nhớ tắt tính năng voucher khi chúng ta chơi phòng hát gia đình. Còn những em đi làm sự kiện công việc chuyên môn, ví dụ như là làm MC hoặc là làm trong cuộc họp phát biểu hội nghị chẳng hạn thì chúng ta sử dụng tính năng voucher rất là thuận tiện. Và ngoài ra thì với 16 hiệu ứng tính năng rất là quan trọng trên này, không thể thiếu được trên tất cả dòng vang cơ lai số rồi. Đặc biệt ETC DK900 những cái tính năng này nó có ký hiệu nên là rất dễ dàng sử dụng, sau một khoảng thời gian anh em có thể là tự mình tinh chỉnh được ngay. Còn khi nhận hàng về là bên em đã hỗ trợ setup và cài đặt cho anh em các hiệu ứng âm thanh của giải echo bao gồm delay và repeat, hay các hiệu ứng của reverb bao gồm reverb time, reverb âm lượng tổng, cắt tần số cao reverb, bát chép EQ này, đấy, bát trung chép phần mic, bát trung chép phần nhạc và chế độ cắt xúc. Toàn bộ tính năng chỉnh cơ ở trên này bên em sẽ hỗ trợ setup và cài đặt luôn cho anh em nữa. Đấy, còn lại khi nhận hàng về các bác chỉ cần vặn cho em đúng 3 phím tính năng âm lượng tổng thôi. Đó là mic, effect vang nhạc, âm lượng tổng nhạc với 3 phím volume. Thiết kế có đèn led và làm ngay góc tay phải màn hình rất dễ dàng nhận biết cho anh em thao tác trên thân máy thôi. Đấy, còn lại các hiệu ứng âm thanh thì bên em sẽ lò các anh em từ A đến Z nha. Và ngoài ra khi nhận hàng về các bác không cần phải đi mua thêm dây jack và bởi em cũng sẽ tặng cho anh em một đôi dây. Các bác có thể ghép xuống với âm ly ghép lối cục đẩy để được vang thông qua cổng RA. Đấy, anh em nào sử dụng thì ghép lối trực tiếp xúc ở trên vang cho em thông qua đường cổng ca lông, đường cổng AV. À, mẫu sản phẩm này thì có hai đường cổng cắm mic cho anh em sử dụng mic A, mic B, thiết kế phía mặt sau. Ok, rất là nhiều tính năng này em cũng đã giới thiệu chi tiết cho anh em rất nhiều video về dòng ETC DK900 rồi. Và ngày hôm nay thì bên em phải thông báo một lần nữa vì rất nhiều anh em gọi điện hỏi về giá thành. Em Tùng đang giảm giá từ 1,5 triệu xuống giá chỉ còn 1,2 triệu đồng các bác nha. Cơ hội lớn vô cùng đây rồi để có anh em có cho mình một con vang cơ lai số hay, chất lượng để nâng cấp và giảm bài âm thanh gia đình. Hãy bây giờ được cùng anh em trải nghiệm âm thanh thực tế tới từ bộ sản phẩm ETC DK900, dòng vang cơ lai số chính hãng của nhà phân phối này nhá. Đầu tiên thì cùng anh em nghe một chút nhạc và sau đó thì em sẽ test tiếng mic tiếng lời cho anh em. Và
như vậy là các bác đã được nghe và trải nghiệm âm thanh nhạc đến từ dòng sản phẩm EDC DK900 phải không ạ? Không chỉ là hỗ trợ trong việc chúng ta nghe nhạc tốt đâu, cũng có giải âm thanh bát chung chép, anh em đã được nghe rồi, tách bạch chi tiết, bát chép hiệu quả, không vỡ tiếng, rồi là không có hiện tượng là lẫn đập âm vào, nghe nhạc nó rất là sáng tiếng đúng không ạ? Với dòng vang thì nó công dụng hai công dụng chính rồi, nghe nhạc và chủ yếu sẽ là hát karaoke. Ở đây thì em sẽ cùng các bác trải nghiệm âm thanh đến từ dòng vang ETC DK900 thông qua việc là em test thử bằng một bộ mic dây rẻ tiền nhé, cắm trực tiếp vào cổng mic AB đằng sau và cùng các bác lắp tai nghe trải nghiệm âm thanh đến từ dòng sản phẩm vang cơ số cực kỳ hot của năm nay, ETC DK900. Một thay lắp 6 7 8 9 7. Các bác nghe âm thanh tuyệt vời không ạ? Đấy là tính năng của echo thôi nhé các bác nhé. Đấy một cái giọng mà echo rất ngọt, rất mượt luôn. So với chúng ta sử dụng âm đi thông thường, cái tính năng của những cái dòng vang hiện đại bây giờ ấy nó thay đổi nhiều lắm. Ngày trước thì có thể những dòng vang anh em phải mua với giá thành rất là cao để mới có một cái chế độ âm thanh echo hay đến vậy. Nhưng ở thời điểm tại thì vang nó đang cạnh tranh từng thương hiệu một các bạn, rất nhiều thương hiệu cạnh tranh với nhau. Thế là cái dòng vang nào càng rẻ, âm thanh càng tốt thì được chuộng. Và EDC DK900 là một trong những phiên bản như vậy. Echo ngọt, nịnh tiếng và các bác nghe thử cái âm thanh echo nó không khô khan hay nó không dài quá dẫn hiện tượng là chèn cái tiếng lên nhau. Thử lại lần nữa các bác nhé. Một thay 5 6 7 8 9 7, một thay 5 6 7 8 9 7 5 6 7 8 9 7. Âm thanh và giai điệu của dòng vang ETC DK900 các bác cảm thấy rất là hài lòng đúng không ạ? Bởi vì echo ngọt kết hợp thêm cả tính năng reverb nữa, và reverb ở trên ETC DK900 100% là thật các bác nhá. Để nó làm nổi bật cái giọng thật của các bác, vừa có tính năng lịch tiếng của giải echo, vừa kết hợp cả giọng thật của tính năng reverb. Hay cái giải bass chung chép đồng đều nó thoát tiếng rất là tốt, âm thanh nó khỏe khoắn hơn, bay hơn và có cái độ lịnh tiếng khi chúng ta cất lên được ca tiếng hát. Nếu với cái dòng vang này nó sẽ hỗ trợ trực tiếp cho hiệu ứng giọng hát của em trở nên vô cùng chuyên nghiệp. Và ngày hôm nay thì bên em Tùng Audio tiếp tục lên sóng cho em cái dòng vang ETC DK900, bởi vì có rất nhiều anh em đặt hàng và đang sử dụng và cảm thấy hài lòng. Em Tùng phải làm video giới thiệu nữa để những anh em khách hàng mới đăng ký kênh, mới theo dõi kênh em Tùng Audio có thêm sự lựa chọn hoàn hảo cho phòng hát gia đình, đặc biệt là với dòng vang ETC DK900. Anh em đang có nhu cầu 1.200.000 đồng sẽ sản phục anh em khách hàng bảo ship toàn quốc, tặng dây kết nối hàng để bảo hành theo chế độ của hãng, nên anh em yên tâm khi các anh em nhận hàng về, các bác được quyền kiểm tra test hàng chính thanh toán, và anh em cần hỗ trợ setup cài đặt gì cũng liên hệ trực tiếp bên Tùng Audio theo số điện thoại bên dưới màn hình 0979629336 để có ngay cho mình mức giá hấp dẫn nhất với phiên bản vang cơ lai số cao cấp chất lượng đến từ EDC. Xin chào anh em.